sạt lở núi kinh hoàng, bích đường lên cửa khẩu Cầu Treo. Mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 100 mét khối đất đá bị sạt lở chắn ngang quốc lộ 8A đi cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Sáng nay ngày 26 tháng 9, tin từ Ban Quản lý Dự án mở rộng tuyến quốc lộ 8A, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang phối hợp với Hạt Quản lý Đường bộ Sơn Kim huy động phương tiện, máy móc khẩn trương khắc phục hơn 100 mét ba đất đá bị sạt lở tại km 82-300 trên quốc lộ 8A, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 2 km khiến tuyến đường này bị ách tắc hoàn toàn. Trước đó, vào khoảng hơn 16 giờ chiều ngày 25 tháng 9, do mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực núi phía bên ta luy đường sạt lở. Khoảng 100 mét khối đất đá đổ xuống chắn ngang đường lên cửa khẩu Cầu Treo. Sự cố sạt lở khiến hàng chục xe container chở hàng từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và chiều ngược lại phải dừng chờ, không thể lưu thông, giao thông ách tắc hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng lập rào chắn và túc trực canh gác nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Do thời tiết xấu, mưa to cộng với sương mù dày đặc, cơ quan chuyên trách nhận định khả năng sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở nên máy móc chưa thể tiếp cận hiện trường để thông tuyến. Vào 5 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 9, cơ quan chức năng đã bố trí 2 máy xúc, 4 xe tải vận tập trung tiến hành giải phóng đất đá bị sạt lở. Phấn đấu trong sáng nay sẽ thông xe trên. Đã đang bế tới anh gì chi mãi về sạt lở núi kinh hoàng, bích đường lên cửa khẩu Cầu Treo. Mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 100 mét khối đất đá bị sạt lở chắn ngang quốc lộ 8A đi cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Sáng nay ngày 26 tháng 9, tin từ Ban Quản lý Dự án mở rộng tuyến quốc lộ 8A, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang phối hợp với Hạt Quản lý Đường bộ Sơn Kim huy động phương tiện, máy móc khẩn trương khắc phục hơn 100 mét ba đất đá bị sạt lở tại km 82-300 trên quốc lộ 8A, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 2 km khiến tuyến đường này bị ách tắc hoàn toàn. Trước đó, vào khoảng hơn 16 giờ chiều ngày 25 tháng 9, do mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực núi phía bên ta luy đường sạt lở. Khoảng 100 mét khối đất đá đổ xuống chắn ngang đường lên cửa khẩu Cầu Treo. Sự cố sạt lở khiến hàng chục xe container chở hàng từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và chiều ngược lại phải dừng chờ, không thể lưu thông, giao thông ách tắc hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng lập rào chắn và túc trực canh gác nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Do thời tiết xấu, mưa to cộng với sương mù dày đặc, cơ quan chuyên trách nhận định khả năng sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở nên máy móc chưa thể tiếp cận hiện trường để thông tuyến. Vào 5 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 9, cơ quan chức năng đã bố trí 2 máy xúc, 4 xe tải vận tập trung tiến hành giải phóng đất đá bị sạt lở. Phấn đấu trong sáng nay sẽ thông xe trên. Đã đang bế tới anh gì chi mãi về.